so sánh chuỗi khách sạn Mường Thanh và chuỗi khách sạn Novotel. Trong những năm gần đây, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, cho nên hệ thống nhà hàng, khách sạn ở nước ta được xây dựng và mở rộng không ngừng. Theo thống kê, Việt Nam sắp tới có 100.000 phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao phục vụ nhu cầu du lịch, trong đó có 32.000 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao. Mặc dù Việt Nam chỉ xếp hạng 75 trong tổng số 141 nền kinh tế được đánh giá về năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu, theo thống kê của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2015. Tuy nhiên, đáng mừng là Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ được chuỗi cung ứng giá trị đầu vào của ngành du lịch, qua đó có thể tạo ra những bước đột phá qua những khách sạn 5 sao hàng đầu đảm bảo tốt nhất các điều kiện về tiêu chuẩn thiết kế khách sạn mới nhất. Trong phạm vi bài viết hôm nay, Blog Travel Việt xin được giới thiệu đến các bạn hai chuỗi khách sạn tiêu chuẩn 5 sao hàng đầu Việt Nam, nơi dừng chân lý tưởng mà bạn không thể bỏ qua khi đến bất kỳ địa danh nào, đó là chuỗi khách sạn Mường Thanh và chuỗi khách sạn Novotel. Vậy hai chuỗi khách sạn nổi tiếng này có gì đặc biệt, tiện ích, dịch vụ nó sở hữu ra sao thì cùng Blog Travel Việt khám phá ngay sau đây nha. Đầu tiên đó là chuỗi khách sạn Mường Thanh. Hệ thống khách sạn Mường Thanh trên khắp cả nước. Tính đến tháng 5 2019 thì tập đoàn khách sạn Mường Thanh Hospitality đang sở hữu hệ thống gần 60 khách sạn và dự án khách sạn đạt tiêu chuẩn 3, 4, 5 sao quốc tế, có mặt ở hầu hết các tỉnh Việt Nam và tại thủ đô của Lào. Hiện tổng lượng phòng thuộc hệ thống khách sạn Mường Thanh cung cấp cho thị trường chiếm 10% tổng lượng phòng lưu trú cả nước, tức là 11.000 phòng nghỉ tiêu chuẩn. Đại diện tập đoàn cho biết mỗi năm đều có ít nhất một khách sạn mới ra đời. Với gần 60 khách sạn trải dài từ Bắc vào Nam, hệ thống khách sạn Mường Thanh được phân thành 4 phân khúc là Luxury, Grand, Holiday. Mường Thanh gồm các khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 đến 5 sao. Tất cả các khách sạn Mường Thanh đều nằm tại trung tâm các thành phố lớn, khu du lịch nổi tiếng. Trong đó Luxury là nhóm khách sạn cao cấp được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao. Grand là nhóm khách sạn Mường Thanh đạt tiêu chuẩn 4 sao, còn mới và dịch vụ tốt, từ 20 tầng hoặc nằm ở khu vực đô thị. Holiday là nhóm khách sạn Mường Thanh đạt tiêu chuẩn 4 sao, dưới 15 tầng hoặc đặt tại các khu mang tính chất nghỉ dưỡng hay khu phố cổ. Mường Thanh là nhóm khách sạn còn lại theo tiêu chuẩn và đang trong kế hoạch nâng cấp, cải tổ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ từng phân khúc mà khách sạn Mường Thanh đang sở hữu nha, để chúng ta xem chúng khác biệt như thế nào. Đầu tiên đó là phân khúc Luxury, không cần tới những khách sạn 5 sao được quản lý bởi các tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới. Việt Nam cũng có thương hiệu khách sạn thuần Việt do chính người Việt điều hành và quản lý với tên gọi là Mường Thanh Luxury, nơi mang tới cho du khách những dịch vụ đẳng cấp và trải nghiệm sang trọng. Phân khúc Luxury gồm 19 khách sạn nằm ở Quảng Ninh, Nghệ An, Nha Trang, Cần Thơ, Phú Quốc và cả Lào. Đây là thương hiệu khách sạn 5 sao cao cấp tọa lạc tại trung tâm các thành phố lớn và khu du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Phòng khách sạn Mường Thanh Luxury được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, có thiết kế sang trọng. Nhiều phòng ngủ tại các khu du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, v.v. có tầm nhìn hướng biển giúp cho du khách cảm thấy thư giãn sau một ngày dài. Đặc biệt là khách sạn Mường Thanh Luxury Vientiane là một trong những tòa nhà cao nhất tại Lào, tòa lạc ngay trung tâm thủ đô Vientiane. Khách sạn được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao mang tầm vóc hiện đại và chiều sâu văn hóa của vùng Đông Nam Á. Với vị trí thuận tiện gần các cơ quan hành chính và các địa điểm tham quan nổi tiếng như là Tháp Luông, Khải Hoàn Môn, Batusai, nơi đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch hay tới công tác làm việc tại đất nước triệu voi này. Đặc điểm tạo nên dấu ấn của Mường Thanh Luxury là ngay trong chính không gian và dịch vụ hiện đại nhất, người ta vẫn có thể cảm nhận hơi thở mộc mạc, thuần chất Việt. Điều đó bắt nguồn chính từ tên gọi Mường Thanh Luxury. Mảnh đất Tây Bắc gợi nhớ đến Lai Châu, quê hương của tập đoàn Mường Thanh và cũng chính là nơi khách sạn Mường Thanh đầu tiên ra mắt. Không chỉ mang đến không gian vừa sang trọng vừa đậm chất truyền thống, thì Mường Thanh Luxury luôn sẵn sàng phục vụ thực khách những món ăn thuần Việt mang đậm chất hương vị Tây Bắc bên cạnh những thực đơn Á Âu hiện đại. Du khách không chỉ có những trải nghiệm về du lịch văn hóa mà còn thêm kỷ niệm tuyệt vời trong những ngày lưu trú khách sạn Mường Thanh với các tiện ích như là thả mình trong hồ bơi trong veo, thưởng thức một ly cocktail tại quầy bar, nhâm nhi một bữa tối lãng mạn bên bờ biển, spa hay luyện tập trong phòng gym hiện đại. Với những hướng đi khác biệt này thì Mường Thanh Luxury đang dần khẳng định vị thế trên thị trường khách sạn trong nước mà còn vươn dài sự ảnh hưởng tới các nước trong khu vực với sự xuất hiện của Mường Thanh Luxury Vintage tại Lào, góp phần không nhỏ đưa cho du lịch và ngành du lịch khách sạn Việt Nam ngày càng phát triển. Tiếp theo đó là phân khúc Grand. Với phân khúc Grand này thì hiện Mường Thanh đang sở hữu 19 khách sạn ở 14 tỉnh thành trên cả nước. Các khách sạn thuộc phân khúc 4 sao Mường Thanh Grand tọa lạc tại những vị trí đắc địa của những khu đô thị lớn, các tỉnh thành ven biển hoặc là vùng núi cao có khí hậu mát mẻ.
trong đó đáng kể đến như là Mường Thanh Grand Cửa Lò, Mường Thanh Grand Đà Nẵng hay Mường Thanh Grand Hạ Long, Mường Thanh Grand Lào Cai v.v. Các khách sạn thuộc phân khúc Mường Thanh Grand đều có hơn 200 phòng, trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại gồm wifi miễn phí, TV màn hình phẳng, truyền hình cáp, tủ quần áo, điều hòa nhiệt độ, phòng tắm riêng có dụng cụ vệ sinh đi kèm v.v. Tại khách sạn thì du khách sẽ được trải nghiệm các dịch vụ tiện ích đa dạng như là phòng 24 giờ, giặt là, giữ hành lý, khu vực giải trí chung, khu vực hút thuốc, nhà hàng, quán cà phê hay quầy bar, v.v. Và tiếp theo đến phân khúc Holiday. Phân khúc Holiday gồm 9 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên tọa lạc ở 9 tỉnh thành với các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng trên toàn quốc. Các khách sạn Mường Thanh này đều có thiết kế tinh tế cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhằm mang đến cho du khách kỳ nghỉ tiện nghi và thoải mái. Các phòng nghỉ máy lạnh tại phân khúc Mường Thanh Holiday được bày trí trang nhã, có tủ quần áo, khu vực tiếp khách, các an toàn và TV màn hình phẳng với các kênh truyền hình cáp hiện đại. Du khách có thể tận hưởng dịch vụ massage tại spa hoặc thưởng thức những đồ uống sau bữa ăn ở quán bar. Nhân viên lễ tân 24 giờ có thể hỗ trợ khách với dịch vụ đưa đón sân bay, giặt là và sắp xếp tour du lịch. Nơi nghỉ có nhà hàng phục vụ một loạt các món ăn ngon của địa phương và Tây Bắc. Và cuối cùng là phân khúc Mường Thanh. Đến với các khách sạn thuộc phân khúc Mường Thanh, du khách được hòa mình vào không gian xinh xắn và những trải nghiệm du lịch địa phương độc đáo để thưởng thức các món ăn và phong tục vùng miền đặc sắc. Phân khúc Mường Thanh bao gồm 7 khách sạn 3-4 sao, tọa lạc tại vị trí trung tâm các thành phố thị trấn như là Mường Thanh Sapa, Mường Thanh Lạng Sơn, Mường Thanh Nghệ An, Mường Thanh Quy Nhơn. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về chuỗi khách sạn Novotel. Để xem chuỗi khách sạn Novotel có gì khác và đặc biệt hơn chuỗi khách sạn Mường Thanh nhé. Hệ thống khách sạn Novotel trên khắp cả nước. Ra đời từ năm 1967 thì Novotel là thương hiệu đầu tiên và bền bỉ nhất của Accor Hotel, vận hành với 450 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 61 quốc gia. Novotel với tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp và đồng nhất, phòng rộng rãi, nhiều tiện ích và ưu đãi cho gia đình. Hệ thống phòng hợp trang bị hiện đại luôn là thương hiệu hàng đầu trong phân khúc thương hiệu quốc tế tầm trung, dành cho du khách thế hệ mới, những người ưa dịch chuyển và tiêu dùng. Theo như giám đốc điều hành của Accor Hotel khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Châu Á cho biết, sự phát triển của Novotel tại Việt Nam cùng với nhiều gói dịch vụ dành cho cả khách, công vụ và nghỉ dưỡng giúp cho thương hiệu này trở thành sự lựa chọn hàng đầu của gia đình, trung lưu tại Việt Nam. Các khách sạn Novotel luôn gần gũi với gia đình, với dịch vụ Novotel Family, với miễn phí bữa sáng và ở chung phòng cùng cha mẹ cho trẻ dưới 16 tuổi. Phòng thứ hai giảm 50% dành cho trẻ nhỏ. Trả phòng muộn miễn phí tới 5 giờ chiều vào các ngày chủ nhật, quà chào mừng dành cho thiên thần nhỏ hay là nhiều đồ chơi và trò chơi dành cho thiếu niên. Novotel hiện đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm tăng tính đa dạng và tương thích về dịch vụ dành cho cả khách công vụ và nghỉ dưỡng cũng như gia đình. Nhiều dịch vụ mới như là Life and Dream, hệ thống giường nệm đặc trưng của thương hiệu, sảnh đa chức năng, rộng hơn và sống động hơn giúp cho du khách thuận tiện trong công việc cũng như là giao tiếp xã hội. Và Food Exchange, nhà hàng phục vụ cả ngày, được xây dựng trên ý tưởng về thực đơn hữu cơ và tốt cho sức khỏe. Với nguyên liệu địa phương và nhập khẩu, giúp thực khách có thể thưởng thức ẩm thực bốn phương tại khu vực bếp mở. Cho đến nay thì tại Việt Nam hiện có 6 khách sạn Novotel bao gồm Novotel Đà Nẵng Premier Hand River, Novotel Hạ Long Bay, Novotel Nha Trang, Novotel Sài Gòn Center, Novotel Phú Quốc Resort and Novotel Suite Hà Nội. Dự kiến trong tương lai thì khách sạn Novotel Thái Hà 350 phòng sẽ được khai trương, hứa hẹn sẽ là khách sạn biểu tượng nằm ngay tại một trong những quận sầm uất nhất của Hà Nội. Novotel hiện cũng đang có một số dự án mở rộng hiện diện tại Quảng Bình, Cần Thơ, Hải Phòng và Quy Nhơn. Đến đây thì chúng ta đã hình dung qua về hai chuỗi khách sạn 5 sao, về phân khúc phòng rồi đúng không nào? Vậy để các bạn hiểu rõ về tiện ích và dịch vụ của các khách sạn trong hai chuỗi khách sạn Mường Thanh và khách sạn Novotel thì Blog Travel Việt sẽ phân tích hai khách sạn lớn nổi bật của hai chuỗi khách sạn này nha. Và khách sạn mà Blog Travel Việt lựa chọn là khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc và Novotel Phú Quốc Resort. Đây đều là khách sạn 5 sao đẹp và quy mô lớn ở Phú Quốc nên mình chọn ra để so sánh cho các bạn dễ hình dung. Vậy hai khách sạn 5 sao này có gì nổi bật và điểm khác biệt giữa chúng là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiếp. Đầu tiên là về khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc. Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc là khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, tọa lạc trong khu tổ hợp du lịch Sonaci Villa and Resort, thuộc khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, đảo Phú Quốc, cách sân bay quốc tế Phú Quốc khoảng 6 km và cách thị trấn Dương Đông tầm 10 km.
Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc hoàn thiện và đi vào hoạt động phục vụ từ ngày 24 tháng 12 năm 2016. Và khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc sở hữu khối lượng phòng đồ sộ gồm 276 phòng với tiêu chuẩn cao cấp cùng đủ loại phòng đa dạng dành cho du khách. Cùng vào xem ở khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc có những loại phòng như thế nào và các phòng có gì đặc biệt không nhé. Về phân loại hệ thống phòng của Mường Thanh Luxury Phú Quốc thì chia ra làm 3 nhóm. Đầu tiên là nhóm phòng Deluxe. Nhóm phòng Deluxe có diện tích nhỏ là 37m², là loại phòng cao cấp với đầy đủ tiện nghi sang trọng, cũng là loại phòng tiêu chuẩn thấp nhất trong khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc. Trong phòng có điều hòa, các an toàn, điện thoại quốc tế, tủ lạnh, máy sấy tóc, ấm siêu tóc, bàn làm việc, v.v. Các phòng đều được điểm tô bằng một bình hoa tươi. Thiết kế phòng với những dụng cụ hình tròn tạo vẻ mới lạ. Phòng Deluxe có view nhìn vào hướng núi hoặc hướng biển được phân thành 3 loại khác nhau. Deluxe King là một giường đôi dành cho một hoặc hai người. Deluxe Twin là hai giường đơn dành cho hai người. Và Deluxe Triple là 3 giường đơn dành cho 3 người. Phòng Deluxe Triple có diện tích rộng khoảng 40m². Giá phòng Deluxe tại khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc thấp nhất cũng từ 4 triệu 9 một đêm. Đây cũng là căn phòng được khá nhiều du khách lựa chọn khi lưu trú tại khách sạn. Tiếp theo là đến hạng phòng Executive Suite của Mường Thanh Luxury Phú Quốc. Có diện tích 77m², bao gồm một giường đôi được thiết kế sang trọng với phòng khách và phòng ngủ riêng biệt, tách nhau bởi một bức rèm gỗ được gắn luôn TV màn hình phẳng. Cửa sổ chiếm nguyên một bức tường của phòng bằng kính trải rộng cả hai gian phòng, tạo một tầm nhìn mở rộng ra bãi trường cùng không khí thoáng mát tràn ngập ánh sáng. Thiết bị tiện nghi trong phòng, ngoài những vật dụng cơ bản như phòng Deluxe thì còn có máy pha cà phê. Trong phòng tắm còn được chuẩn bị thêm kem dưỡng da và áo choàng tắm. Giá phòng Executive Suite tại khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc thấp nhất cũng dao động từ 8 triệu 7 một đêm. Tiếp theo là hạng phòng Resident Suite. Phòng Resident Suite hay còn gọi là phòng tổng thống là căn phòng có vị trí độc đáo duy nhất trong tòa nhà của khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc, rộng tới 600m², sở hữu góc nhìn đẹp với lối thiết kế không gian mở đầy sáng tạo. Đồ nội thất tinh xảo được bày trí một cách gọn gàng khéo léo, nổi bật sự sang trọng cao quý, lộng lẫy như không gian của một ông hoàng. Trong phòng có 2 phòng ngủ, một giường đôi và 2 giường đơn, một phòng khách với bàn làm việc, bên cạnh đó thì có quầy bar, bếp, bàn ăn với một phòng xông hơi hiện đại, cực kỳ tiện ích. Giá phòng Resident Suite của khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc thấp nhất là từ 27 triệu 900 ngàn một đêm. Và tiếp theo sẽ là tiện ích và dịch vụ của khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc. Ngoài hệ thống phòng sang trọng như Block Travel Việt vừa nêu thì khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc còn sở hữu chuỗi nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực theo phong cách châu Âu, Á và những món ăn đậm nét ẩm thực vùng biển. Phòng tiệc, hội nghị hiện đại với sức chứa là 40 đến 600 khách, khu vui chơi giải trí chăm sóc sức khỏe, spa, karaoke, bar, cà phê và hồ bơi thông minh, sân tennis, v.v. cùng với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình và giàu lòng mến khách. Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ dưỡng của bạn tại Phú Quốc. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về khách sạn Novotel Phú Quốc. Sở hữu vị trí mặt biển trung tâm tại bãi trường thì cách sân bay Phú Quốc tầm 7km với khoảng từ 5 đến 7 phút di chuyển, thì Novotel Phú Quốc Resort trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích loại hình du lịch nghỉ dưỡng tại Đảo Ngọc. Hiện tại thì hướng đến đối tượng gia đình và những ai có nhu cầu sở hữu bất động sản tại khu nghỉ dưỡng. Novotel Phú Quốc Resort đang trong quá trình hoàn thiện các villa tại khu biệt lập với 96 villa, 3 phòng ngủ, villa 4 phòng ngủ và villa 5 phòng ngủ, có hồ bơi riêng, trang bị đầy đủ nội thất từ bếp, phòng ngủ v.v. Theo nhiều phong cách khác nhau thì bạn có thể sở hữu một villa tại đây và cho chủ đầu tư khai thác, chăm sóc với giá cực kỳ ưu đãi kèm theo 15 ngày lưu trú tại chính căn nhà của bạn. Bên cạnh đó thì Novotel Phú Quốc Resort còn có 44 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng, nằm sát bãi biển như những căn hộ thu nhỏ riêng biệt, phù hợp cho du khách thích không gian riêng tư hoặc là gia đình đi theo nhóm. Nói về các loại phòng của khách sạn Novotel Phú Quốc thì chúng ta sẽ chia ra làm 6 loại. Đầu tiên đó là Superior, có 221 phòng và mỗi phòng diện tích là 29m², tọa lạc tại khối tòa nhà cao tầng, đa số các phòng đều có ban công rộng rãi, sofa bed, nội thất tiện nghi phù hợp cho hai người lớn và hai trẻ em dưới 16 tuổi. Tiếp theo đó là Deluxe Twin, 80 phòng, diện tích là 40m², nằm ngay khu vườn xanh mướt. 4 phòng Deluxe Twin được bố trí chung trong một căn villa một tầng với hai giường đơn đầy đủ tiện nghi. Tiếp nữa đó là hạng phòng Superior Suite gồm có 20 phòng, diện tích là 51m², tầm nhìn hướng biển trực diện. Phòng Superior Suite của Novotel Phú Quốc thích hợp cho các du khách lưu trú lâu dài và những ai yêu thích sự thoáng đãng rộng rãi.
Một hạng phòng khác của resort Novotel Phú Quốc đó là Deluxe Bungalow, gồm 20 phòng, diện tích là 39m2, gồm một phòng ngủ rộng lớn, sân thượng mát mẻ nhìn thẳng ra khu vườn xanh mướt. Tiếp theo đó là Deluxe Bungalow with Private Pool, là có 12 phòng, diện tích là 39m2, tọa lạc tại khu vực trung tâm sân vườn xinh đẹp. Thì villa rộng rãi này còn có thêm sân hiên và hồ bơi riêng, phòng tắm bồn và phòng tắm vòi sen tách biệt. Cuối cùng đó là hạng phòng Deluxe Beachfront Bungalow với hồ bơi riêng, gồm có 8 phòng, diện tích là 57m2, nằm ngay trên bãi biển, có sân hiên và hồ bơi riêng. Chỉ cần vài bước chân là bạn có thể vùng vẫy dưới làn nước biển trong xanh của đảo Ngọc rồi. Đây là villa rộng nhất và sở hữu vị trí đẹp nhất của resort Novotel Phú Quốc. Nói về dịch vụ và tiện ích của resort Novotel Phú Quốc, resort Novotel Phú Quốc đã đón hàng chục nghìn lượt khách trong và ngoài nước. Để có được sự tin tưởng này là bởi bên cạnh không gian kiến trúc, Novotel còn cung cấp hệ thống dịch vụ hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu của du khách khác nhau mỗi khi đi du lịch Phú Quốc. Từ hệ thống nhà hàng, học nấu món Việt dành cho du khách nước ngoài, spa, phòng gym, sân tennis, dịch vụ trông trẻ cho gia đình có con nhỏ, xe đạp dạo chơi ngoài trời v.v. cũng như là hỗ trợ du khách có nhu cầu tham gia lặn biển, thám hiểm đại dương, câu mực. Novotel Phú Quốc Resort có hai nhà hàng sang trọng mang phong cách đại dương. Trong đó, Food Exchange là nhà hàng chính chuyên phục vụ buffet sáng và nhiều thực đơn chọn phong phú mang cả hai phong cách Á-Âu cùng quầy chế biến mở. Bên cạnh đó, thì Novotel Phú Quốc Resort còn có tiện ích dành cho giải trí khác như là phòng gym hiện đại, hai sân tennis, spa, hai hồ bơi lớn, mỗi hồ bơi rộng khoảng 500m2, cùng một hồ bơi dành cho trẻ em, câu lạc bộ vui chơi v.v. Khu nghỉ dưỡng thì có 650m2 tổng diện tích phòng họp và sự kiện, bao gồm phòng đại tiệc trần cao và 3 phòng họp đa chức năng. Hệ thống phòng họp có thể đáp ứng các sự kiện lên đến 550 khách và được trang bị các thiết bị video và hội nghị tối tân. Wi-Fi miễn phí trong toàn bộ khán phòng là địa điểm thích hợp để tổ chức hội nghị, hội thảo và tri ân khách hàng. Và trên đây là phân tích của Blog Travel Việt về chuỗi khách sạn Mường Thanh cũng như là chuỗi khách sạn Novotel Phú Quốc. Theo như Blog Travel Việt thấy thì giữa chuỗi khách sạn Mường Thanh và chuỗi khách sạn Novotel Phú Quốc thì mỗi bên sẽ có một ưu điểm khác nhau và một thế mạnh riêng. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình, vì mỗi bạn sẽ có một quan điểm và tiêu chí đánh giá lựa chọn khách sạn khác nhau. Vậy lựa chọn của bạn là gì? Hãy để lại ý kiến comment dưới đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn like, share, đăng ký để ủng hộ kênh và cập nhật thêm các video mới nhất của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.